nay thắng được nhiều. Cái gì? Mất cái 5 ngàn hả? 50 ngàn. Ê. Thế nói đúng không? Qua đây kiếm tiền dễ hơn Việt Nam, đúng không? Đúng rồi. Mười mươi năm giá xì. Về luôn nhớ. Chúc tiền, chúc tiền. Trong thế giới bạc biệt, phải nhanh tay, lẹ mắt. Bây giờ anh thắng chín ván liên tục rồi đó. Ván thứ 10 nè chị. Ngại quá. Ở đây chưa ai chú ý tụi mình. Ngày mai tụi mình về sớm đi, để tránh phiền phức. Đứng lại. Ở cái đất casino này, chưa có thằng nào dám qua mặt thằng Ben này. Đừng có ép người như vậy chứ. Mày nhớ cái mặt của tao nha. Tôi sẽ nhớ anh.